Tháng Giêng là tháng của lễ hội, nhưng mà có lẽ ít có lễ hội nào lại diễn ra đúng vào ngày rằm tháng Giêng như là ở tại chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở tỉnh Bình Dương. Đây vốn là nét văn hóa cộng đồng của người Việt gốc Hoa, nhưng đến nay lễ hội đã trở thành nơi linh thiêng mà nhiều du khách trong và ngoài nước muốn tìm đến trong dịp đầu xuân. Năm nay thời tiết tốt nên lễ rước kiệu bà diễn ra đúng thời gian kế hoạch. Sau các nghi thức thỉnh kiệu, kiệu bà được rước đi vòng quanh các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Đi đầu là tấm biển với bốn chữ Thiên Hậu Xuất Du, kế đến là đoàn múa hầu của người Hoa. Hầu dẫn đầu đoàn rước với ngụ ý là muốn xua đuổi hoặc răn đe những cái xấu, cái ác. Chúng tôi ban tổ chức thì cầu cho được quốc thái dân an, thuận gió hòa, bà con làm ăn phát đạt. Thì còn về khách hành hương mình làm sao tạo cho khách hành hương có niềm tin lên đây văn minh, lịch sự, an toàn. Hàng trăm ngàn người hành hương tham gia rước kiệu bà đều mong muốn được thỉnh lộc bà. Việc thỉnh lộc bằng đèn nhang có ý nghĩa là mang ánh sáng vào hương thơm, tượng trưng cho sự hanh thông, sáng sủa và danh giá cùng những may mắn cho gia đình. Còn mong cho các cháu làm ăn khá giả và gia đình được bình yên. Năm nào cũng đi tới rằm mà đi, còn ngày 14, 13 mấy đứa tụi nó nghỉ thì tụi nó đi. Mình với cầu xin cho con cháu nó học hành với nó, tụi nó làm ăn được, mình khỏe cho mấy đứa nhỏ mình mừng thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến viếng chùa Bà Bình Dương cùng với vợ. Tôi rất ấn tượng khi đến đây. Tôi nghĩ mọi người đều có niềm tin về một nước thiên đường nào đó. Cũng như mọi người đến đây, tôi mong bình an cho gia đình mình. Năm nay, thông qua lễ hội, cộng đồng người Hoa tại Bình Dương cũng trích kinh phí gần 1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình nhân đạo xã hội như tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho người nghèo,